Trăn trở trước nỗi đau của người nghèo có bệnh và để rồi nhiệm vụ của bác sĩ là đến bên người bệnh, giúp họ tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế. Đó là một điều thách thức. Bác sĩ không thể vì cuộc sống mà quên đi lẽ sống, nhất là hàng ngày vẫn còn bao nhiêu những số phận không may mắn cần được sự trợ giúp y tế. Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe nhân viên và binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, các bác sĩ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 Nam Sudan còn thực hiện rất nhiều các nhiệm vụ quan trọng khác, với mong muốn mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống, cũng như quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè châu Phi. Chị Trần Mai Liên là điều dưỡng ở Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Nhưng khi nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến 2.3 Nam Sudan, chị không chỉ có khám chữa bệnh hàng ngày cho người dân mà còn tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại viện như khám chữa bệnh từ thiện, tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Gác lại những công việc còn dang dở, bỏ lại sau lưng con nhỏ và cha mẹ già để xung phong tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đó là niềm tự hào của chị cũng như của gia đình chị. Tôi có cơ hội tham gia vào rất nhiều các cái hoạt động dân vận thiện nguyện của đơn vị dành cho nhân dân địa phương và nhất là trẻ em. Thì chúng tôi không chỉ trao những món quà ý nghĩa như sách vở, bút đến cho các em học sinh, mà còn chuẩn bị cho các em tham gia vào các hoạt động rất là thú vị như là chơi trò bịt mắt bắt dê, rồi nhảy dây. Những trò chơi dân gian thì vốn gắn liền với tuổi thơ của thiếu nhi Việt Nam lại mang lại rất nhiều thích thú cho các em nhỏ cách Việt Nam gần 10.000 km. Thì Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 chúng tôi còn giao lưu văn nghệ với các em và cùng hát vang bài hát là Chiến sĩ mũ nồi xanh phiên bản tiếng Anh do Thiếu tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 sáng tác. Và những cái lời bài hát đấy vang lên giữa khung cảnh lớp học rột nát, tường thì lỗ chỗ đạn bắn, bàn ghế gãy hỏng, thậm chí là các em phải ngồi trên những phiến đá để học. Thì nhưng mà trong ánh mắt các em vẫn ngời sáng lên niềm vui, niềm hạnh phúc. Điều đó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với tôi. Sau những giờ làm việc căng thẳng, họ lại có chút niềm vui riêng. Bác sĩ Nguyễn Tiến Duy cùng nhiều cán bộ cũng trồng hoa, trồng rau và coi đây là niềm vui hàng ngày. Mảnh đất nhỏ với những gốc mướp, dàn dưa chuột sai quả và rất nhiều các loại rau, màu xanh của hoa và rau trái khiến cái nắng 40 đến 50 độ ở châu Phi bớt khủng khiếp đi. Và cũng chính cái nắng, cái nóng châu Phi này đã khiến mọi người càng quyết tâm chăm sóc từng mầm xanh, làm cho không gian bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam mát mắt hơn, giống như một ốc đảo xanh giữa vùng đất trống trải, nóng bỏng, chỉ toàn nhà cửa, hạ tầng quân sự và những đám lau sậy phất phơ ven hào nước. Ở đất nước Việt Nam mình thì điều kiện nó cũng có tốt hơn, nhưng sang bên đấy thì mình xa tổ quốc. Thứ hai là cái trang bị cũng như là thuốc men hay là những cái mà vật dụng mình mang đi thì nó không đủ cho mình để thực hiện, không thể đầy đủ như ở Việt Nam để mình thực hiện cái nhiệm vụ. Và bọn tôi phải biến như khắc phục những cái khó khăn và phải như kiểu tự sáng tạo ra những cái để phù hợp với cái điều kiện cũng như là hoàn cảnh ở bên đấy. Bệnh viện Dã chiến được thành lập vào tháng 11 năm 2019. Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Bệnh viện Dã chiến 2.3 chính thức lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở tỉnh Bentiu, Nam Sudan. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến 2.3 không ngừng cố gắng học hỏi, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua đó xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ quân y Việt Nam, bộ đội Cụ Hồ với Liên Hợp Quốc và bạn bè quốc tế. Nhận nhiệm vụ đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới, bên cạnh việc đảm bảo an toàn trong khám chữa bệnh, các thầy thuốc Bệnh viện Dã chiến 2.3 cũng nỗ lực truyền thông cho người dân về biện pháp phòng chống bệnh. Thăm và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại một trường học trên địa bàn tỉnh Bentiu, Nam Sudan. Ngoài trao tặng 150 suất quà, gồm vở viết, bút chì, bút màu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Hai bệnh viện cũng gửi tặng nhà trường 350 khẩu trang tự may và 20 bộ bàn ghế mới chắc chắn. Chứng kiến trường lớp còn nhiều thiếu thốn từ những chuyến đi trước, các chiến sĩ mũ nồi xanh đã tận dụng những tấm pallet chở hàng của bệnh viện chế tạo thành những bộ bàn ghế chất lượng nhằm san sẻ khó khăn với các em học sinh địa phương.
Không chỉ được nhận quà, các em học sinh còn được tham gia nhiều hoạt động thú vị do hai bệnh viện chuẩn bị như chơi kéo co, chơi đá cầu, chơi đá banh, vân vân. Những trò chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ của thiếu nhi Việt Nam đã mang lại nhiều thích thú cho các em nhỏ, cách Việt Nam gần 10.000 km. Các nhân viên nữ của hai bệnh viện cũng đã hướng dẫn học sinh Nam Sudan vẽ những bức tranh đơn giản. Ban giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 2 số 3 cũng đã tin tưởng giao quyền cho các cái trưởng khoa ban cũng như là các cái đồng chí trẻ trong các cái nhiệm vụ dân vận, đối ngoại cũng như là chuyên môn, tạo cái sự tự tin, thích ứng đối với các đồng chí. Và chúng ta thấy rằng là khi mà giao quyền như vậy thì các đồng chí cảm thấy là mình cũng đóng góp được một cái phần ở trong cái thành công của bệnh viện. Và chúng tôi toàn thể cán bộ công nhân viên Bệnh viện Dã chiến 2 số 3 xem bệnh viện nó là một cái ngôi nhà thứ hai, một cái gia đình thứ hai của chúng ta. Mọi người đều có thể nâng niu, đóng góp cái sức của mình, cho dù nhỏ nhưng mà nó cũng là cái sự đóng góp trong một cái thành công lớn. Và để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam trong ngày Tết truyền thống, các bác sĩ của Bệnh viện Dã chiến 2.3 Nam Sudan đã cố gắng mang hương vị Tết của nhiều vùng miền của Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế. Treo cờ, trang hoàng lại cảnh quan đơn vị, có hoa đào và cũng có cả hoa mai. Bên cạnh đó, các bác sĩ còn trồng cả cây nêu cao 10 mét ở trong sân bệnh viện. Không có tre như ở Việt Nam, nhưng họ đã sáng tạo để mang văn hóa Việt Nam đến Nam Sudan. Và rất nhiều các hoạt động để chuẩn bị đón năm mới. Với các thầy thuốc, đây không phải lần đầu tiên đón Tết xa nhà. Nhưng đón Tết ở một nơi cách xa nửa vòng trái đất với muôn vàn những khó khăn thì đây là lần đầu tiên. Ai cũng bồi hồi xúc động. Những ngày gần đây thì thời tiết có những biến đổi. Là ban ngày thì nắng nóng, vào sáng sớm và chiều tối thì trời se lạnh, làm cho những người con xa quê cảm thấy như giống như là những ngày cận Tết tại Việt Nam. Những cái vật dụng, trang thiết bị này, hoa này hay là bánh chưng chúng tôi không thể mang từ Việt Nam sang, cũng không thể mua được ở Nam Sudan thì chúng tôi đã phải tự chuẩn bị. Và có thể những cành đào được làm từ giấy hoặc là bánh chưng thì gói từ lá chuối, đó là những cái điểm khác biệt nho nhỏ giữa Tết ở tại Nam Sudan và Tết tại Việt Nam. Tuy nhiên thì vượt qua những cái khó khăn về thiếu thốn nguyên vật liệu, chúng tôi cũng cố gắng làm tốt nhất những gì có thể để có thể mang lại cái Tết giống với cái Tết ở Việt Nam nhất. Ngoài cái điểm khác biệt là ở đây chúng tôi đón Tết cùng với đồng đội thay vì là đón Tết với gia đình giống như ở Việt Nam. Để thực hiện tốt chương trình, trực tiếp giám đốc Bệnh viện Dã chiến 2.3 đã đi tiền trạm trước khu đất trồng rau, cùng đoàn thanh niên lên kế hoạch cụ thể, khảo sát kỹ càng thổ nhưỡng khí hậu, bởi phải chọn vùng đất màu mỡ, gần khu vực lấy nước, tiện lợi cho người dân chăm sóc tưới tiêu. Trong đặc thù của vùng đất men tiêu ít sông hồ, rất khô cằn và nắng nóng. Các đoàn viên của Việt Nam khi sang Nam Sudan đã mang theo nhiều loại rau có khả năng phát triển tốt, năng suất thu hoạch cao để hướng dẫn người dân địa phương gieo trồng như cải, mùng tơi, rau muống, vân vân. Quy trình hướng dẫn người dân được đoàn viên bệnh viện dã chiến thực hành tỉ mỉ, từ cách guốc đất, vun luống, gieo hạt giống như thế nào cho đúng, phân bón, che lưới bảo vệ khỏi nắng gắt và côn trùng, tưới nước chu kỳ bao nhiêu lần một ngày để đảm bảo cây phát triển. Bên cạnh đó, họ còn hướng dẫn cách thu hoạch, bảo quản và chế biến món ăn từ những loại rau, cũng như cách cải tạo đất để đảm bảo đất luôn có độ ẩm và màu mỡ để tiếp tục trồng cho những vụ mùa sau. Đây là chương trình đồng hành lâu dài của người dân, giúp nhân rộng mô hình trồng rau của Việt Nam sang các hộ dân lân cận, thậm chí cả khu vực. Nên đoàn thanh niên còn tặng họ hạt giống rau phù hợp với thổ nhưỡng, nhiều loại nông cụ như cuốc xẻng, thùng nước tưới, lưới tre, vân vân. Trong nỗ lực giành giật lại sự sống cho từng người bệnh, các bác sĩ, điều dưỡng, y tá, kỹ thuật viên đã bỏ cả thời gian cùng với gia đình. Họ tình nguyện ở lại để chăm sóc bệnh nhân và còn là sứ giả của hòa bình. Họ đem hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè năm châu, không phải những gì cao sang mà chính là tấm lòng của mình. Tham gia làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hoạt động đối ngoại quốc phòng và ngoại giao của đất nước. Rạng sáng ngày 27 tháng 5, cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 đã về tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, toàn bộ cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 đã về nước đầy đủ an toàn.